Thôi gì điện đi đi. Thôi gì điện ra rồi gửi chiều ra rồi sao? Thì có cái nào mà. Có nào, ra mày chẳng làm gì với nó á. Vậy hả? Ờ. Nó chèo rất là giỏi mà. Nhưng mà cái đầu sức trên cũng 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 rào lại luôn rồi mà, nó có lòng mà. Ở trên rào lại nhưng mà nó có mình khoảng không gian trống mà. Ừ, không gian trống chi? Có khoảng không gian trống để trồng cây rồi đó. Nếu mà tắt cái điện thì nó sẽ trèo lên cây và nó ra ngoài sao? À. Đâu phải được rào như vậy đâu. Con này con được con nào cái chắc con bên kia được con cá bự hơn được. Sống mà màu như ngoài thiên nhiên vậy đó. Bình thường nó rất là nó gặp phụ nữ, nó rất là thích. Dạ hả, có gì đó hả? Có biết gái sao? Biết chứ. Và bây giờ nó lớn đang ăn, nên nó để ý thôi. Khi mà nó gặp phụ nữ vào á thì nó hay vuốt vuốt cái đó đó. Dạ. À.